Kiếm Lai chương 1675. Phi điểu tuyệt tích trong băng quật 4. Trần Bình An vẽ một vòng tròn lớn hơn, lúc đầu ta cũng không đồng tình, ta cảm thấy nếu gặp phải loại người như thế, nếu có thể đánh một quyền chết luôn thì ta cũng ngại đánh hai quyền. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, vào thời điểm đó, đây chính là quy chuẩn của cả thiên hạ, là sự hòa trộn của tất cả các tri thức. Nó giống như sự va chạm, dung hợp và biểu hiện tất cả tri thức của ngõ Nê Bình Trấn Hồng Chúc và Thành Vân Lâu kết hợp lại vậy. Đây là những gia huấn, hương ước cùng phong tục chung được coi là tốt đẹp mà mọi người công nhận trong thời đại này. Nhưng theo dòng thời gian trôi qua thì mọi thứ đều sẽ thay đổi. Nếu ta sống ở thời đại đó, ta thậm chí sẽ giống như mọi người ở đây mà sinh lòng ngưỡng mộ đối với loại người này. Đừng nói đến việc đánh hắn một quyền, có lẽ nếu gặp được hắn, ta còn sẽ chấp tay hành lễ. Có một vị đạo sĩ già nhìn thấy được nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí ta, ngay tại đây, ông đã chỉ cho ta thấy dòng chảy thời gian trong 300 năm, ta dám khẳng định rằng đó là một khoảng thời gian trôi qua khá chậm, hơn nữa nó còn là một đoạn thời gian soi chiếu tương đối đầy đủ về thế đạo. Một đoạn chỉ vừa đủ để ta nghiền ngẫm, không hơn cũng không kém. Nếu ít hơn một chút, ta sẽ không thấy ra được sự kỳ diệu trong tri thức mà vị đạo sĩ già tôn sùng. Còn nếu quá nhiều, ta sẽ chỉ dừng chân giữa chừng trong dòng chảy tri thức của một tiên sinh già. Trần Bình An lúc này giống như rất sợ lạnh, cục vai, hai tay không rời khỏi thủ lô một giây phút nào, cười nói, thật ra ngươi hay là Lưu Chí Mậu cũng như nhau, so ông ta với một đạo sĩ trẻ tuổi khác thì những người thật sự đứng trên đỉnh núi đạo gia này còn kém xa hơn vạn dặm. Trần Bình An nâng cầm hướng về phía nó đang đứng, nói, bản chất thật sự bên trong của mỗi con người có lẽ đều có một mảnh tâm điền như vậy, cực kỳ tâm tối u ám cho dù nguồn nước sinh mệnh của ngươi có trong sạch đến đâu thì cũng chỉ giống như dòng nước chảy trong mương chỉ cần chảy vào cánh đồng nó sẽ trở nên đục ngầu cũng giống như sâu trong nội tâm của hầu hết mọi người đều sẽ tự mâu thuẫn với chính bản thân mình mà không hề hay biết hồ thư giãn là một ví dụ điển hình nhất so với trận tranh đấu ba tư khi xưa so với quê hương ngai ngai châu vô ưu thì đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau như thế nào có phải là ngươi nghe không hiểu không vậy thì ta sẽ nói cho ngươi nghe một điều mà ngươi miễn cưỡng có thể nghe hiểu được đi khi tới thời điểm phải phân biệt giữa đúng và sai với tư cách là một người đứng ngoài cuộc nhiều người sẽ không phân phải trái mà mù quáng thiên vị kẻ yếu đối với kẻ bẩm sinh đã mạnh mẽ sẽ tự nhiên sinh ra cảm xúc không yêu thích cực kỳ mong họ sẽ thất bại bọn họ thậm chí còn chỉ trích người tốt và hy vọng cái đạo đức cao thượng của họ sẽ xuất hiện khuyết điểm nhưng đồng thời đối với những kẻ xấu tình cờ làm được một việc tốt bọn họ lại đánh giá rất cao đạo lý ở đây thật ra cũng không quá phức tạp đây là bởi vì chúng ta đang đấu tranh cho một nhóm nhỏ cố gắng cân bằng và không để một nhóm người chiếm quá nhiều ưu thế điều này cũng không liên quan nhiều lắm đến thiện và ác nói xa hơn một chút điều này thực ra lại có lợi cho tất cả chúng ta càng chia đều một nhóm lớn ra không ai đi quá cao hay quá xa không ai ở vị trí quá thấp giống như những con châu chấu cùng bị cột trên một sợi dây, con lớn hơn một chút, nhảy cao và xa, sẽ kéo theo những con gầy yếu hơn về phía trước, dù trong lúc nhảy chúng có bị dây thừng kéo va chạm vào nhau, đầu rơi chảy máu, thương tích đầy mình cũng sẽ không có con nào bị rớt lại phía sau, bọn chúng chỉ có thể ở ôm chặt lấy nhau thành một chùm. Vì nếu không sẽ rất dễ bị chim mổ chết. Đó là lý do vì sao trên đời này có rất nhiều người thích giảng giải đạo lý như vậy nhưng bọn họ vẫn sẽ âm thầm vui vẻ khi những người xung quanh đều trở nên vô lý. Bởi vì bản chất của nội tâm bên trong con người cho phép điều đó. Người xưa đã răng dạy, bắt đầu trở nên biết phân rõ phải trái thì cần phải chấp nhận trả một cái giá ngày càng đắt. Việc không phân phải trái trở thành nguồn vốn để được sống yên ổn. Nếu ở bên một người mạnh mẽ thì các ngươi có thể cùng nhau ra sức tranh thủ để giành lấy nhiều thứ thiết thực hơn. Cái gọi là giúp người thân không giúp người ngoài chính là như vậy mẫu thân của cố sáng đối với người ở bên cạnh cố sáng thậm chí là với người bên cạnh lưu trí mậu lại chung sống với nhau rất yên bình đây cũng chính là lý do nhưng tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là nói bà ấy sai hay không trong chuyện này chỉ là lúc đầu tuy không sai nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì sẽ giống như ngó sen và cây tre xuất hiện nhiều xung đột vì các quy tắc đã được lập ra từ trước nhưng các ngươi cơ bản là sẽ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó các ngươi sẽ chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt cho nên ta từng nói với cố sáng rằng rất nhiều người vô tội đã bị hắn giết thật ra là ta trần bình an ở ngõ nê bình năm đó và cố sáng hắn đã cùng nhau giết nhưng hắn vẫn không nghe lọt tai ta ở chỗ này làm nhiều chuyện như vậy sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi chẳng qua ta chỉ muốn cố sáng mở to mắt ra quan sát thật kỹ ta đã nói lý lẽ nhưng hắn không nghe thì cũng tùy hắn đi nhưng đối với ta trần bình an ta ở đây ngoài việc vì muốn giúp đỡ hắn ta còn phải sửa sai cho bản thân ta cũng muốn giúp hắn hiểu được một đạo lý không nằm trong sách vở sau nhiều nhất là hai năm ở hồ thư giãn khi một tu sĩ đã đứng ở một vị trí cao không cần phải dựa vào việc tàn sát người vô tội để xác lập uy quyền ta sẽ có thể đứng ở nơi càng cao hơn sống càng yên ổn hơn so với cố sáng nó ngập ngừng muốn nói lại thôi trần bình an cười nói sao vậy ngươi muốn nói là ta có rất nhiều chỗ dựa vững chắc trong tay có quá nhiều pháp bảo nên ngươi và cố sáng không thể so với ta sao vậy ngươi có bao giờ nghĩ rằng tại sao ta lại lấy được những thứ này không ta nói từng câu từng chữ cho các ngươi nghe các ngươi cũng không thể hiểu được mà dù cho có nghe hiểu được thì các ngươi cũng sẽ không làm được điều đó có phải là rất thú vị không chính từ trong tâm của các ngươi khi mới bắt đầu đã hình thành nên một tính cách cố chấp không ai có thể thuyết phục được nhưng những điều này không quan trọng cho dù có một người như vậy xuất hiện thì ta nghĩ cũng vô dụng thôi nói về những điều này cũng không có ý nghĩa gì nữa điều quan trọng là các ngươi thậm chí còn không hiểu như thế nào là làm một kẻ xấu khôn ngoan nên các ngươi lại càng không sẵn lòng cũng không biết cách làm thế nào để trở thành một người tốt thông minh nó cắn môi im lặng một lát câu đầu tiên mở miệng ra nói là trần bình an hôm nay ngươi đừng ép ta phải giết ngươi trần bình an hơi nghiêng đầu cười hỏi tại sao lại muốn giết ta nếu ngươi giết ta ngươi cố sáng và cả phủ xuân đình nữa không phải là sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc sao nhìn xem ta vừa nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không chịu thừa nhận có âm thanh phát ra rất nhỏ do nó ma sát dày trên mặt đất trần bình an nhắm mắt làm ngơ làm như không nghe thấy chỉ vào nhà bên cạnh nơi ở của thiếu niên tàng dịch đứa trẻ bên kia là một người tốt tuổi cũng còn nhỏ học cái gì cũng chậm nhưng ta vẫn hy vọng hắn có thể sống sót ở hồ thư giãn, trở thành một người tốt. Điều đó tuy không dễ dàng chút nào, nhưng hy vọng thì vẫn phải có. Tất nhiên, nếu ta nhận thấy mình không thể thay đổi được hắn, hoặc là tìm ra được những thứ mà bị ngươi nói là mưu tính cùng nham hiểm thì ta vẫn sẽ không thể đảm bảo được sự sống của hắn, ta sẽ để hắn đi, dùng phương pháp mà chính tăng dịch am hiểu nhất, để hắn tự sinh tự diệt ở hồ thư giãn. Có một chi tiết nhỏ từng xảy ra, khi Trần Bình An nhặt chiếc ghế dài lên, nhưng Tằng Dịch không hề nhận ra mà quên sách chiếc ghế vào nhà. Nếu nói Tằng Dịch mới chỉ là một thiếu niên không rành sự đời, hắn còn trẻ, tính tình đơn giản, không thể nhìn thấu mọi chuyện. Thì sau đó, trong lúc luyện tập, hắn lại còn có thể phân tâm, dõi theo tầm mắt của Trần Bình An mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này làm cho Trần Bình An cảm thấy rất bất lực. Nhưng chuyện này vẫn có thể giải thích được bởi vì trẻ người non dạ và thiếu sự tập luyện một cách đầy đủ cho nên vẫn có thể chờ đợi tàng dịch dần trưởng thành trên bàn cờ mọi nước đi đều chậm mà chắc nên cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến việc thắng hay thua thì cuối cùng cơ hội thắng sẽ cao hơn nhưng nếu ông trời thực sự muốn ai đó chết thì đó chỉ có thể xem như là số mệnh giống như những gì trần bình an đã nói với tàng dịch tới thời điểm đó chỉ cần không thẹn với lòng không cần thiết phải oán trời trách đất nhưng có một việc khiến trần bình an không khỏi thở dài cần hắn phải nhận ra và không thể không nói cho rõ ràng lần đầu tiên hắn phải để ý lặng lẽ đánh tan tâm tư đang hơi kích động của thiếu niên và nói thẳng với tàng dịch rằng quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi không phải quan hệ thầy trò trần bình an không phải là người dạy dỗ hay bảo vệ hắn nói bản chất của tàng dịch là xấu thì cũng không hẳn mà ngược lại sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử hắn vẫn giữ được tình cảm với sư phụ và đảo Mao Nguyệt. Điều này là một trong những lý do cơ bản tại sao Trần Bình An lại đồng ý giữ hắn ở lại bên cạnh, chắc chắn không hề kém hơn so với lý do về căn cơ và tư chất quỹ đạo của tàng dịch. Nhưng mặc dù là như vậy thì thiếu niên tàng dịch này có thể làm cho Trần Bình An mơ hồ nhìn thấy bóng dáng năm đó của chính mình ở hồ thư giãn, nếu nhìn kỹ vào thì sẽ không nhịn được soi mói một chút. Tàng dịch, người dường như có tính tình trái ngược với cố sáng, mỗi lời nói, hành động và quá trình mưu tính sau đó của tàng dịch vốn là tuyến thứ tư mà Trần Bình An muốn quan sát cẩn thận. Tuy nhiên, khi chuyện thật sự ập đến, Trần Bình An vẫn đi ngược lại ý định ban đầu của mình, vẫn hy vọng tàng dịch sẽ không lạc lối, hắn hy vọng khi đứng trước hai sự lựa chọn, tự mình đoạt lấy và được cho bởi người khác, tâm tính tàng dịch sẽ không bị dao động mà vẫn đứng vững mặc kệ xung quanh chi phối. Nhưng nó cũng không phải vấn đề gì khó giải quyết lắm, trong khi can thiệp thì trần bình an đã thay đổi một chút hướng đi của dòng chảy đó tuyến thì vẫn là tuyến đó chỉ là quỹ đạo có một chút thay đổi mà thôi vẫn có thể tiếp tục quan sát hướng đi tiếp theo nhưng có thể sẽ có một vài sai lệch nhỏ so với kỳ vọng so với người phụ nữ khát máu trước mặt chỉ có một con đường là chìm sâu vào bóng đêm thì con đường này của tàng dịch cuộc đời của tàng dịch vẫn còn có vô số điều không thể nói trước do đó vẫn có cơ hội hướng thiện về việc dòng chảy nội tâm trong trái tim tăng dịch liệu nếu một ngày nào đó gặp phải kiếp nạn, cuối cùng có từ chỗ thuần khiết lương thiện chảy sang chỗ cực đoan đối đầu gây gắt với mình hay không, Trần Bình An cũng không thể ép buộc. Trong khuôn khổ quy định, mọi thứ đều là tự do và mọi người đều phải trả giá cho riêng mình. Khi sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, ngay cả cố sáng, Trần Bình An khi đối mặt cũng sẽ phải nhận thua, hắn chỉ có thể tách biệt và phân định ranh giới thật triệt để với cố sáng để ngăn chặn chết chóc và sai lầm, và bắt đầu làm những việc vì bản thân mình. Vậy nếu có thêm một tầng dịch thì sao? Trần Bình An lộ vẻ sửng sốt. Vào cái năm rất lâu trước kia, ở Ly Châu động thiên, bên kia cánh cửa ghép từ hàng rào gỗ của thị trấn nhỏ. Sau cánh cửa là một thiếu niên nông thôn lấm lem vẫn còn mang giày rơm. Ngoài cửa là Thái Kim giảng, Phù Nam Hoa, Hứa thị Thanh Phong Thành, Bàn Sơn Viên Chính Dương Sơn, có cô bé la hét muốn dời phi vân sơn về làm vườn hoa nhỏ nhà mình đó là lần đầu tiên Trần Bình An tiếp xúc với người lữ khách xa lạ bên ngoài thị trấn, họ đều là những kẻ cao vời, là thần tiên trong mắt đám phu tử phàm tục. May mắn thay, trong số những người đó, có một cô gái từng nói rằng đã là đường lớn thì không nên để bản thân giới hạn trong cái nhỏ hẹp. Trần Bình An đến hồ thư giãn. Khi thiện và ác bên trong của bản ngã dằn xé nhau đến nỗi máu chảy thịt tan thì con người mới phát hiện ra rằng trái tim mình có vô vàng khiếm khuyết, vô vàng mảnh vỡ ví dụ phải bắt đầu thừa nhận bản thân là người trên núi hoặc ít nhất cũng được coi là một nửa người trên núi nếu không vì những kẻ như bàn sơn viên khiến hắn luôn tự phủ định mình đó chính là sự thiếu sót trên con đường bước đến đại đạo thế nên năm ấy ở ngẫu liên phúc địa hắn đã xây lên một câu cầu màu vàng giữa sông dài thời gian nhưng từ trong thâm tâm trần bình an luôn nói với chính mình chỉ cần hắn bước lên đó thì chắc chắn cây cầu sẽ sụp xuống và hắn cũng sẽ dơ mình xuống dòng sông kia. Trần Bình An thở dài, một cơ hội xoay người mà. Lần này ngươi lại thất thần, tiểu nê thu, ta cho ngươi hai cơ hội, kết quả ngươi vẫn không dám giết ta. Nói lạnh giọng, không phải tất cả vẫn nằm trong tính toán của ngươi sao? Theo cách nói của ngươi thì quy tắc ở khắp mọi nơi, nhưng ở chỗ này, ngươi lại ẩn đi các quy tắc của mình, đó có thể là một trận pháp bí mật, có thể là một trận pháp bẩm sinh có tác dụng khắc chế ta, tất cả đều có thể. Hơn nữa, chính ngươi đã nói, giết ngươi, ta lại có lợi ích gì, mất một chỗ dựa vô ích, hay là mất một lá bùa hộ mệnh. Trần Bình An cười nói, vậy có tính là đạo lý của ta đã được chứng hay không? Vẻ mặt nó ta thoáng hiện nét châm chọc, vậy ý ngươi là một người như ta, chỉ biết chọn đạo lý mình muốn. Trần Bình An khẽ lắc đầu. Nó cười mỉa, tiên sinh có điều gì dạy bảo. Tháng tuyết xin được rửa tay lắng nghe. Trần Bình An mở miệng nói, ngươi không phải là con người mà chỉ là một con súc sinh mà thôi sớm biết như thế năm đó ở động lý châu ta đã không đưa ngươi cho cố sáng thò lò mũi xanh mà nấu lên ăn luôn đi thì lấy đâu ra lắm chuyện vớ vẩn như hiện tại nó cười mỉm ta không giận như vậy lại không hợp với ý của ngươi nhỉ ta sẽ không cho ngươi cơ hội lừa ta nữa trần bình an tấm tắc có tiến bộ nhưng ngươi không hoài nghi ta chỉ đang phô trương thanh thế sao nó lắc đầu dù gì sau lần nói chuyện thẳng thắn đó ta cũng đã được lợi nhiều rồi, ngoài ra, ta còn hiểu ra một chuyện, Trần Đại Tiên Sinh bây giờ đang vì bản thân làm việc thiện, hành sự thiện, ta thì không làm được những việc này, ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh ngươi, không tiếp tục phạm sai lầm là được rồi. Không cho ngươi có lý do để nhằm vào ta, như vậy chẳng phải càng khiến ngươi thấy ghê tởm hơn à? Thưa Trần Tiên Sinh rõ ràng là người thông minh, nhưng lại thích tuân theo cái thứ quy tắc cứng nhắc, thích trao giảng đạo lý cao vời giết ta, con đường tu đạo của cố sáng sẽ bị ảnh hưởng, cầu trường sinh chắc chắn sẽ gãy nát, hắn không nghị lực, không kiên cường bằng ngươi được, một khi ngã xuống mà không có cách vực dậy bản thân, hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ bỏ đi, Trần Tiên Sinh thật sự nhẫn tâm sao? Trần Bình An gật đầu, đúng thế, ốc sên thò lò mũi xanh sao so được với ta? Một người ngay cả mẫu thân mình là kẻ ra sao cũng không rõ, ngay cả một con súc sinh nối liền với đại đạo nghĩ như thế nào cũng không hay, rồi cả lưu chí mậu, trừ biết dùng bạo lực áp chế mọi việc ra thì không biết làm thế nào để khống chế nhân tâm. Ngay cả Lữ Thải tang cũng không biết làm thế nào để có được chiến thắng thật sự, thậm chí ngay cả kẻ ngốc như Phạm Ngạn cũng không muốn suy nghĩ thêm một chút xem rốt cuộc hắn ta có phải kẻ ngốc thật hay không, thậm chí còn không biết phải suy tính đến cái rủi ro tệ nhất, một cố sáng như vậy, hắn lấy cái gì so với ta? Bây giờ người ta còn trẻ, nhưng kể cả khi ở Hồ Thư Giãn, có cho hắn ta thêm 10 năm, thêm 20 năm nữa, hắn cũng không nghĩ xa được đến vậy một lời nói như gió lướt qua mặt hồ hết sức thông dong trần bình an dựa lưng vào ghế lòng bàn tay vô cùng ấm áp thế sự kỳ lạ như vậy đấy ta dết hoàn thiện hà yêu nhưng kết quả lại mang nghiệp chướng vài người cố sáng lấy đi bao mạng người vô tội ở hồ thư giãn đương nhiên cũng có vài kẻ chết đúng tội cơ mà đó chỉ là một nhóm người rất nhỏ thế nhưng lại thành đại nhân quả tăng phúc báo hồ thư giãn các ngươi thật sự là một chỗ khiến người ta dở khóc dở cười, nếu không nhằm vào những phu tử phàm tục kia mà chỉ ra tay với đám sơn trạch giả tu, phỏng chừng người chết sạch rồi cũng chỉ nhận được một câu công tội bù trừ. Tất nhiên, ta không dám khẳng định, chỉ là một suy đoán trong khoảng thời gian nhàm chán mà thôi. Thật là, dở khóc dở cười. Đối với cái nơi như hồ thư giãn kia, có lẽ cách nói này còn được vận dụng đi vận dụng lại nhiều lần nữa. Người sống là như vậy, người chết cũng không ngoại lệ. Nó ta vẫn cười tủm tỉm, ta không phải Trần Tiên Sinh, ta thật sự không quan tâm đến mấy cái chuyện đau đầu nhất ốc đó. Còn chuyện Trần Tiên Sinh mắng ta là súc sinh, thôi thì Trần Tiên Sinh vui là được, huống hồ tháng tuyết đúng là như lời Tiên Sinh nói. Trần Bình An cười rạng rỡ, lúc trước còn ở quê nhà, dù đã có hai lần du lãm khắp vạn dặm giang hồ cũng chưa từng nghĩ bản thân là người tốt, dù cho hai người rất quan trọng đều nói ta là người tốt, ta vẫn không tin lấy nửa phần thế mà đến cái chỗ hồ thư giãn của các ngươi ta lại thành thánh nhân bậc đạo đức cơ đấy thế đạo cái phân chó quy tắc hồ thư giãn cũng đều là phân chó các ngươi đều liếm đến nghiệm rồi à vị tiên sinh trưởng quỷ trẻ tuổi nói không quá nhanh dù trong lời nói vẫn có điều đáng ngờ nhưng giọng điệu chắc nịch châm chọc chẳng khác gì đang kể một câu chuyện cười hài hước nó che miệng cười duyên trần tiên sinh có giỏi thì nói với cố sáng đi thôi ta nghe không vào đầu đâu chỉ biết coi nó như gió thoảng bên tai cố sáng bây giờ tâm tính bất ổn không bằng đợi tuyết ngừng rơi tiên sinh chọn ngày nào nắng đẹp trần tiên sinh và ốc sên nhỏ cùng ngồi trên ghế trúc nhỏ một người nói một người nghe giống như lúc trước ở trên bàn cơm ấy cố sáng bây giờ chắc sẽ đồng ý nghe đó có lẽ không cho rằng lời tiên sinh nói là thật nhưng tốt xấu gì cũng có người chịu nghe một chút trần bình an gật đầu ta sẽ suy nghĩ ta nói nhiều lời với ngươi như vậy có phải ta và ngươi đều quên mục đích ban đầu hay không? Tháng tuyết cực đầu cười, hôm nay đồng chí, ta đến gọi Trần Tiên Sinh đi ăn sủi cảo đoàn viên gia đình. Trần Bình An tiếp tục gật đầu, ta có hứa với cố sáng sẽ tặng ngươi một món đồ. Cầm lấy đi. Đó là tấm ngọc bài khắc ta thiện dưỡng hạo nhiên khí. Tháng tuyết nhíu mày, khẽ giật mình, không đưa tay ra đón cục thang kia, cứ để nó treo trước mặt, vẻ mặt tỏ rõ sự khó hiểu. Nó ta bỗng giật mình kinh hoảng, tim thắt lại một cái, quả nhiên, miếng đá xanh trên mặt đất xuất hiện một dị tượng rất nhỏ, không chỉ dừng ở đó, sợi dây trói yêu bỗng lóe lên rồi biến mất, cuối cùng quấn quanh vòng eo của nó ta. Nó cất giọng cười mỉa. Sau đó, như chìm vào hầm băng. Nó chậm chậm nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu lên. Một sợi chỉ vàng cực mảnh kéo dài từ phía bên kia của bức tường đến phần ngực ngay vị trí trái tim nó. Bán tiên binh sắc bén xuyên qua cơ thể của nó. Trần Bình An với tay lấy ra một cái bình sứ, từ trong đó đổ ra một viên đan hoàng bí ẩn của thủy điện, nuốt xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt bình sứ lên bàn, cuối cùng là giơ ngón tay lên che miệng ra hiệu yên lặng cho nó ta, khuyên ngươi đừng lên tiếng, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Trần Bình An thấy nó ta không dám nhúc nhích, cũng phải, bị bán tiên binh xuyên qua tim, cho dù là nguyên anh ở trạng thái đỉnh cao cũng ắt phải bị thương nặng trần bình an hoàn toàn thờ ơ trước thảm trạng của nó hắn yên lặng hấp thu linh khí từ viên đang dược kia chậm rãi lên tiếng hôm nay là đông chí phong tục quê hương là phải ngồi xuống ăn sủi cảo cùng nhau lúc trước ta đã nói với cố sáng những lời đó bản thân ta cũng đã tính toán tốc độ chữa bệnh đại khái của giao long cấp nguyên anh như các ngươi cũng không từ bỏ việc điều tra tình trạng thân thể của cố sáng đồng thời tính toán thời gian ngươi có thể lên bờ ta nhớ rõ thời gian ăn cơm tối đại khái của xuân đình phủ Thêm nữa, nghĩ tới ngươi chắc sẽ không muốn xuất hiện trong mắt tu sĩ thanh hiệp đảo, chỉ còn lại khả năng ngươi phải vận dụng thần thông của địa tiên đến gõ cửa tìm ta. Cho nên, không sớm không muộn, đại khái là trước khi ngươi gõ cửa một nén nhang, ta ăn đủ ba viên bổ khí đan, ngươi thì sao, lại không biết ý nghĩ chân thật của ta, ý vào có tu vi nguyên anh nên càng không muốn tìm hiểu rõ ràng về thủy phủ bản mạng của ta, cho nên ngươi không biết hiện tại ta đã hoàn toàn khống chế được thanh kiếm tiên này chỉ ngặt nổi phải trả giá nhiều hơn một chút, nhưng không sao, đáng giá. Ví dụ như ban nãy ta nói với ngươi chỉ cần động đậy là sẽ chết ngay, thật ra ta chỉ đang hù dọa ngươi thôi, nếu không ta nào có cơ hội bổ sung linh khí. Còn bây giờ, ngươi thật sự sẽ chết. Trần Bình An đứng lên, vòng qua thư án, vẫy tay, khống chế tấm ngọc kia bay lên từ trên mặt đất, nhẹ nhàng nắm nó trong tay. Dường như hắn không hề sợ tiểu nê thu sẽ dùng hết sức phản công trước khi mất mạng, hắn thông thả đi vài bước, đi đến trước mặt nó, Trần Bình An cười hỏi, một kẻ mới chỉ cảnh giới nguyên anh uổng cho có tên tuổi mà không có thực lực, tu vi mới đến kim đan địa tiên như người. Không biết ai cho ngươi lá gan dám có ý nghĩ giết ta một cách lộ liễu như vậy. Dám có suy nghĩ đó còn chưa tính, ngươi có năng lực thực hiện vọng tưởng của bản thân sao? Ngươi nhìn ta xem, cơ hồ từ khi lên thanh hiệp đảo, bắt đầu tính kế ngươi, cho đến sau trận chiến với lưu lão thành, sau khi nhận ra ngươi còn khó dạy hơn cả cố sáng là ta đã bắt đầu bố trí tất cả rồi. Đó là lý do từ lúc vào phòng đến giờ ta vẫn luôn nói đạo lý với ngươi, cho nên, đạo lý vẫn phải mang ra để nói. Ngươi nói nó vô dụng sao? Ta lại thấy nó hữu ích. Chỉ là người tốt với người xấu sẽ có những cách luận biện khác nhau, quá nhiều người tốt không biết rõ điểm này nên mới phải chịu nhiều đau khổ, khiến thế đạo làm tội chính bản thân. Trần Bình An vương tay ra, nhưng không phải cầm lấy thanh kiếm tiên. Thay vào đó, hắn đặt chui kiếm vào lòng bàn tay, chậm chậm đẩy nó về phía trước, từng chút một, từng tất một. Thân kiếm vẫn tiếp tục nhích dần về phía trước. Trần Bình An lại nói, thật ra ta ăn viên thuốc đó xong cũng không thể giết ngươi ngay được, hiện tại thì, từng hẳn là có thể rồi. Nếu ngươi không tin thì phản kháng thử xem. Đám người của Hồ Thư Giãn như các ngươi không phải thích cá cực lắm à. Trần Bình An chờ một lát, bỗng bật cười ngươi ngu thật đó nhưng cũng là một kẻ may mắn lắm có biết vì sao ta kiên quyết không nói cho ngươi và cố sáng biết tên thanh kiếm này không nó được gọi là kiếm tiên kiếm tiên của lục địa kiếm tiên cho nên ta cố ý không nói ngươi nghĩ mà xem ở thời thượng cổ của bảo bình châu chúng ta kiếm tiên xuất hiện nhiều nhất ở đâu cổ thục quốc vì sao nơi đó nhiều kiếm tiên bởi vì nơi đó giao long hoành hành là nơi thích hợp nhất để rèn vũ kiếm tiên Trần Bình An nói những câu cuối cùng Cho nên trong lần đánh cực tính mạng này Ngươi thua rồi Đúng cho dù ta không ăn viên thuốc cuối cùng kia Thì sau khi thanh kiếm này nếm được máu tươi của ngươi là nó đã bắt đầu muốn ra tay rồi Nó muốn làm loạn tâm khiếu của ngươi Không cần ta hao phí linh khí Không cần ta dùng tâm thần khống chế cũng sẽ có kết quả như vậy Ta uống thuốc chỉ vì muốn kiểm soát nó Để nó không giết ngươi ngay lập tức thôi Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể nó ta, nó ta như rơi xuống một động băng giá buốt, khuôn mặt nhuộm nét tuyệt vọng và cầu xin. Trần Bình An nghiêng tai lắng nghe, ngươi cũng muốn nói đạo lý với ta sao? Hắn thu lại động tác, đứng thẳng người, hai tay lồng vào tay áo, mỉm cười, nhưng ngươi chưa hỏi ta, có muốn nghe không? Kiếm khí trong phòng lạnh thấy xương, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, rét buốt cam cam. Thanh kiếm tiên kia đã đâm xuyên qua trái tim của tháng tuyết và cửa phòng, giống như cầu nối giữa hai tòa tiểu thiên địa lớn vậy. Tháng tuyết hiểu rõ cho dù cầu xin cũng không có tác dụng gì, vậy nên nó không nói gì, hai bên rơi vào im lặng hồi lâu. Nam nhân trước mặt nó cũng xuất thân từ ngõ nê bình, lúc hắn đang nói đạo lý lan mang, dông dài thì đột nhiên ra tay một kích trí mạng, nhất là những lời nói sau khi đắc thủ lại giống như đang xem lại một ván cờ khiến cho nó sợ đến mức nổi da gà. Hầu hết những tu sĩ trên đảo Thanh Hạp đều cho rằng vị tiên sinh trong phòng sổ sách này có tính tình tốt, dễ nói chuyện. Nhưng tất cả đều là giả dối. Nó nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức cảm thấy một cơn đau thấu tới tận tim, đó là sự khuấy động, nhiễu loạn ở nơi sâu trong hồn phách, không chỉ dừng lại ở việc thể xác bị trọng thương mà thôi. Vạn vật đều sợ chết, tính mạng là thứ chân thật nhất, đây chính là thứ mà gã đang trước mặt này gọi là cái nhỏ nhất, điểm này thật ra tháng tuyết đều hiểu hết lúc trước chỉ giả vờ như không hiểu thôi khi nó cảm nhận được rõ ràng sinh mạng của mình đang từ từ trôi qua thậm chí còn có thể cảm nhận được đại đạo huyền diệu khó giải thích đang từ từ sụp đổ cái này giống với việc lão già giàu có keo kiệt nhất thế giới lại đang trơ mắt nhìn từng thỏi vàng rơi xuống mặt đất nhưng dù làm cách nào cũng không thể nhặt chúng lên được đương nhiên nó cũng như vậy bắt đầu giằng co dường như muốn bước ra một bước muốn mạnh mẽ lôi thân thể cường tráng tương đương võ phu thuần túy cửu cảnh đang bị lấp kín trong vách tường cửa phòng này ra ngoài, chỉ để lại mình kiếm tiên. Sau đó nó sẽ dùng một tay vặn của người trẻ tuổi kia để trút mối hận trong lòng. Thế nhưng nó nhanh chóng dừng hành động lại, đầu tiên là do nó chỉ cần vừa hơi cử động là đã đau đến tê tâm liệt phế, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn đó là nó không nắm chắc cơ hội có thể chiến thắng gã kia. Cái tên tiên sinh phòng sổ sách này là người thích cẩn thận từng bước một, chẳng những không toát ra vẻ mặt như gặp phải đại địch mà ngược lại nụ cười lại càng lộ vẻ mỉa mai. Không biết có phải do Trần Bình An vừa uống một lúc bốn loại nước của bí tàng điện linh đan, lại khống chế được thanh bán tiên binh hay không, chuyện này quá tấm kỵ, khuôn mặt hắn trắng bệch, hai má nổi lên ửng đỏ như mắc bệnh. Trần Bình An từ từ nói, tuy rằng ta chưa từng luyện hóa thanh kiếm tiên này nhưng cũng đang mang theo nó rất lâu rồi, kiếm khí đã thấm vào hồn phách, vì vậy đạt được chút tâm ý tương thông, nó cũng giống như trẻ con chưa học nói trần bình an chỉ vào nửa thanh kiếm kia nhưng nó đã nói rõ cho ta biết vừa rồi lúc ngươi xin tha đã động sát tâm muốn liều chết ngọc nát đá tan với ta trái lại chỉ làm làm dáng thế nào cảm giác bị ta tính kế thê thảm thế nào quá mất mặt nên muốn lấy lại một chút thể diện sao nó chỉ có thể im lặng trong lòng ngập tràn đau khổ chẳng lẽ nó thật sự đã sai rồi vậy nó đã sai ở đâu dường như hắn nhìn thấy tâm tư của nó, Trần Bình An nói, nếu ta nói sai, ngươi không nên lấy tinh thần và ý chí cực kỳ cường đại của bản thân, không ngừng âm thầm tiến hành thay đổi tâm tính của cố sáng dưới thân phận của một hộ vệ của hậu duệ chân long. Trên thực tế, vốn dĩ lưu chí mậu không được tính là sư phụ của cố sáng, mẫu thân của cố sáng, và tên súc sinh như ngươi mới phải. Bởi vì cố sáng cảm thấy yên tâm với hai người các ngươi nhất, nhưng đối với lưu chí mậu hắn vẫn luôn mang lòng đề phòng, bởi vậy tuy sức ảnh hưởng của lưu chí mậu đương nhiên không hề nhỏ sự hiểu biết của cố sáng đối với hồ thư giãn cùng với đạo lý đối nhân xử thế trong cái nhà xí này chủ yếu vẫn là lén lút học theo lưu chí mậu thế nhưng so sánh các ngươi vẫn còn kém xa ta nói như vậy ngươi chắc chắn sẽ không thừa nhận lỗi sai vậy lúc ngươi làm sai đã quá ngu ngốc rồi cho rằng ta cũng là một trong số những người ở hồ thư giãn chỉ cần tu vi chưa cao sẽ đều bị ngươi dốc hết sức đánh bại nó hỏi cuối cùng ngươi muốn làm gì trần bình an nói ta đang suy nghĩ xem để ngươi chết như thế nào sau khi ngươi chết thì sử dụng như thế nào mới là tốt nhất nó nói bây giờ ta không còn nghi ngờ gì việc mình sắp chết nhưng ngươi đừng quên dù sao ta cũng là một tu sĩ nguyên anh ngươi cũng sẽ chết thôi trần bình an nhìn nó trong mắt ngập tràn vẻ thất vọng nó bắt đầu chính thức thử suy nghĩ vấn đề dựa trên lập trường và góc độ của nam nhân nhân trước mặt này giống như việc lần đầu tiên coi hắn như một người đánh cờ có địa vị và lực lượng ngang hàng suy nghĩ về nước cờ của hắn để ý cách hắn chơi cờ nó nói ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh tự bảo vệ mình hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết để ta hoàn toàn mất hết hy vọng đừng lấy hai thanh phi kiếm ra lừa gạt ta ta biết rõ chúng nó không phải trần bình an từ từ nói trong thành lão long có một đò ngang tên là quế hoa đảo trong lịch sử có một lão lái đò rất có danh tiếng Năm xưa lão đã truyền lại sào đã long, bên trên có khắc bốn chữ có gì làm nấy, với tư cách là một trong những cách giúp đò ngang bình yên đi qua giao long câu. Lúc ấy khi ta bắt một chuyến đò vượt châu đi tới đảo Huyền Sơn, đã từng được trông thấy nó. Tuy nhiên những hậu duệ của tu sĩ Quế Hoa Đảo cũng không hiểu rõ, thực ra trảm khóa phù cũng chỉ được ghi chép bên trong một quyển sách cổ, chuyên môn áp chế loài giao long, bổ sung thêm bốn cái cổ truyện, phu sư sắc lệnh, mới là một đạo phù nguyên vẹn. Đáng tiếc, lá bồ này ta có thể vẽ ra uy lực của nó cũng không tệ nhưng nếu không có thanh kiếm tiên đang đóng đinh ngươi trên cánh cửa thì cũng không giết được ngươi có lẽ muốn vây khốn ngươi cũng là chuyện khó tuy nhiên bây giờ muốn đối phó ngươi lại là quá đủ dù sao thì để viết xong một tấm trảm khóa phù tràn ngập tinh khí thì đêm trước đó ta sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian công sức trần bình an cười nói lúc trước ta từng mời ngươi ngồi xuống bàn một lát phải chăng bây giờ ngươi đang hối hận vì không đồng ý không Thật ra cũng không cần ảo não, bởi vì mưa trí của ngươi rõ ràng rất đơn giản, ta nhìn thấy tất cả mọi chuyện nhưng ngươi lại không hề biết. Năm đó ngươi và Cố Sáng rời khỏi Ly Châu Động Thiên và ngõ Nê Bình khá sớm, vì vậy không biết lúc ta còn chưa luyện quyền đã giết Thái Kim giảng núi Vân Hà như thế nào và suýt chút nữa giết chết Phù Nam Hoa thành lão long như thế nào. Trần Bình An đưa tay chỉ đầu mình, "Vậy nên ngươi hóa thành hình người cũng chỉ phí công, vì ngươi không có cái này." chỗ phần lưng đang kề sát vào ván cửa của tháng tuyết truyền tới một cơn nóng bỏng nó đột nhiên tỉnh ngộ hét to đạo phù lục kia bị ngươi khắc lên trên cửa trần bình an giơ ra ngón tay ý bảo lúc nó nói chuyện không nên nói to như thế trần bình an cười hỏi có phải rất kỳ quái không tại sao ngươi không hề phát hiện ra sự tồn tại của một đạo phù lục cường đại như vậy trong nội tâm nó đau đớn đến cùng cực trần bình an tự hỏi tự đáp bởi vì phù lục viết chưa hoàn chỉnh thiếu một chút linh khí của phù đảm. Thứ nhất, phẩm cấp của trảm khóa phù tương đối cao, hôm nay không phải ta không viết ra được, mà cái giá phải trả khá lớn. Thứ hai, khi được viết xong, dù sao ngươi cũng là cảnh giới nguyên anh, cực kỳ nhạy cảm với sự lưu chuyển của nguyên khí thiên địa, nói không chừng ngươi vừa gõ cửa đã không chịu bước vào phòng rồi. Không phải các ngươi gọi ta là tiên sinh phòng sổ sách sao? Ta cảm thấy không thể phụ lòng sự ưu ái của đảo Thanh Hạp các ngươi được, Trái tim ngươi thủng một lỗ máu, vừa đúng lúc có thể bổ sung máu chốt cuối cùng của đạo phù lục này. Trần Bình An hỏi, ngươi cho rằng cái tên tháng tuyết này là đặt cho ngươi miễn phí sao? Bây giờ chính là than tuyết vào lò rồi, chỉ tiếc ta không phải cố sáng, không thân thiết với ngươi. Trần Bình An vừa nói vừa kẹp lấy hai tấm bùa màu vàng từ bên trong vật một tấc ngay cạnh hắn, thật ra ta còn có hai lá bùa đã đã viết xong, ngươi phải làm sao bây giờ? Còn nắm chắc việc sẽ cùng ta đồng quy vu tận không? Ngươi nói thủ đoạn ẩn giấu của ta không phải hai thanh phi kiếm, thật ra ngươi chỉ nói đúng một nửa, ta và chúng nó làm bạn với nhau tới ngày hôm nay, đối mặt cường địch, chiến đấu sống chết vô số lần, ngươi không thể nào tưởng tượng được. Phi kiếm mồng một và mười lăm bay vút ra từ bên trong hồ lô dưỡng kiếm, mũi kiếm lần lượt đâm trúng hai tấm phù đảm, linh quan chợt tỏa ánh sáng rực rỡ, giống như hai chiếc thang hồng rực rỡ ấm áp. Hai thanh phi kiếm, một thanh lơ lửng nơi mi tâm tháng tuyết, tại huyệt khuyết trung một thanh lơ lửng tại phần bụng của tháng tuyết bên ngoài khí hải trần bình an cười nói không cần để ý nhắc kiếm cuối cùng kia không phải nhằm vào ngươi mà là nhằm vào khách không mời mà đến nhân tiện khiến cho ngươi hiểu được cái gì gọi là dùng đúng tác dụng đỡ cho ngươi cảm thấy ta đang lừa dối ngươi trần bình an bước về phía trước mấy bước lại hoàn toàn không để tâm tới nó đang bị đóng đinh trên ván cửa nhẹ nhàng mở cửa ra mỉm cười nói để chân quân đợi lâu rồi Hóa ra Tiệp gian chân quân Lưu Chí Mậu đã đứng bên ngoài từ lâu. Lúc một vị nguyên tu đại tu sĩ tận lực ẩn nấp khí ở ở giữa tiểu thiên địa nhà mình, ngay cả tháng tuyết cũng không hề phát hiện ra thì đáng lý ra Trần Bình An sẽ càng không biết được mới đúng. Lúc thanh bán tiên binh kia ra khỏi võ lần nữa, Lưu Chí Mậu đang ở trong phủ Hoàng Ba cũng đã nhạy cảm phát hiện ra. Chẳng qua lúc đó ông ta vẫn đang do dự, không muốn mạo hiểm đi nhìn lén kết cục. Nhưng mà lúc mũi kiếm của thanh kiếm kia đâm xuyên qua cửa phòng rốt cuộc lưu chí mậu cũng không kìm nén được nữa yên lặng rời khỏi mật thất trong phủ đi tới sơn môn của đảo thanh hạp lưu chí mậu đã đứng bên ngoài cửa trong thời gian khoảng một chung trà trần bình an nghi người mời chân quân vào trong phòng ngồi trong lòng lưu chí mậu thở dài một tiếng vẻ mặt vui vẻ bước vào bên trong bước qua bàn đá màu xanh kia ngồi xuống bàn trần bình an đóng cửa lại lần nữa tuy rằng động tác mở cửa đóng cửa không lớn nhưng tháng tuyết đáng thương bị thanh kiếm tiên xuyên thấu lại như rơi vào hầm băng. Hơn nữa nó đang bị đạo phù lục viết trên ván cửa khắc chế, giống như đưa người vào trong chảo dầu nóng. đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lại là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho nó thống khổ. Trần Bình An lại ngồi đối diện Lưu Chí Mậu. Lưu Chí Mậu cũng lấy ra cái bát trắng lần nữa, đặt bên bàn, nhẹ nhàng đẩy ra. đương nhiên ông ta đang đòi uống rượu có khách nhân như Trần Tiên Sinh mới có chủ nhà như ta, đây là chuyện may mắn của đời người. Trần Bình An vẫy tay một cái, hồ lô dưỡng kiếm bị khống chế trong tay, rót cho Lưu Chí Mậu một chén rượu, lần này không thể so với lần thứ nhất, vô cùng hào sản, bắt trắng đổ đầy rượu ô đề của tiên gia, nhưng hắn không lập tức đẩy chén rượu qua mà hỏi, nghĩ kỹ rồi sao? Hay là đã thương lượng xong với đảo chủ đàm nguyên hướng đảo Ma Lạp rồi? Lưu Chí Mậu cười hỏi ngược lại, Chẳng lẽ Trần Tiên Sinh không đoán được lần đó đàm nguyên hướng đi đàm phán với đảo cung liễu rồi, còn đàm phán không thành nữa sao? Trần Bình An lắc đầu hỏi, ta cũng không phải thần tiên, cũng không đoán được. Lưu Chí Mậu cảm thán nói, nếu Trần Tiên Sinh đi qua đảo Ma Lạp, gặp đảo chủ đàm nguyên hướng ở bờ ô Long đàm mấy lần thì nói không chừng có thể đã hiểu rõ, nhận được đáp án. Tiên Sinh am hiểu thuật thôi diễn, quả thật đã tinh thông thuật này. Trần Bình An lắc đầu, đây không phải là tinh thông thôi diễn gì cả đó là do ngươi chưa từng trông thấy chuyên gia thật sự mà thôi ta chỉ nói thẳng mong chân quân đừng trách lưu trí mậu hít thở sâu một hơi tức giận nói thật không dám giấu diễm tuy đàm nguyên hướng là chủ sự của ly lục ba đình tại toàn bộ trung bộ bảo bình châu nhưng sau khi lên đảo mật đàm cùng lưu lão thành cũng không vui vẻ gì lúc ấy đàm nguyên hướng đưa điều kiện cho ta một thật một giả lưu trí mậu dừng lại một lát trong thấy dáng vẻ Trần Bình An vẫn đang im lặng chờ đợi lại có chút thổn thức. Thật ra Trần Bình An chỉ bằng bốn chữ một thật một giả đã hiểu rõ đại khái chân tướng rồi. Hắn có thể nói nhưng không muốn nói nhiều lời. Nếu có thể đợi thì hắn đồng ý chờ đợi. Điểm ảo diệu rất nhỏ trong tâm tính này chỉ có loại tu vi. Tâm tính đầy đủ giống như lão đạo sĩ như Lưu Chí Mậu mới có thể lý giải được đại khái. Lưu Chí Mậu tiếp tục hỏi, Đại Ly hy vọng ta có thể duy trì thâu tóm được thân phận quân chủ, nhưng tất cả chỗ tốt thật sự đều giao cho đảo cung liễu. Hơn ngàn hòn đảo trong hồ thư giãn, ta là minh chủ hồ thư giãn nên có thể tự mình lựa chọn hơn 10 hòn đảo lệ thuộc trong số 30 đảo còn lại. Tất cả hòn đảo khác liên tiếp tụ tập lại hình thành một vùng đất kinh thành của vương triều thế tục, đều đưa về dưới sự quản lý của đảo cung liễu. Đương nhiên, thời gian sau này, đại ly tống thị chắc chắn sẽ rút một phần lợi ích từ chỗ lưu lão thành, dưới điều kiện tiên quyết là ở đây, Lưu Lão Thành không thể có bất kỳ hành động nào nhằm vào ta và đảo Thanh Hạp, ngoài sáng trong tối đều không được. Chẳng qua hơn phân nữa là Đàm Nguyên Hướng đã cố gắng khéo léo nói chút yêu cầu nhỏ đó với Lưu Lão Thành. Lưu Chí Mộ thở dài, mặc dù đã nhượng bộ như vậy rồi nhưng Lưu Lão Thành vẫn không muốn đồng ý, ngay cả một quân chủ giang hồ trên danh nghĩa như ta, cũng không muốn bố thí cho đảo Thanh Hạp, chỉ quẳng cho Đàm Hướng Nguyên một câu, nói sau này hồ thư giãn không có quân chủ giang hồ, quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Trần Bình An nhíu mày. Tạm thời không nghĩ ra những điểm mấu chốt trong đó. Bởi vì vốn dĩ hắn không hiểu rõ mưu đồ của Tuân Nguyên Ngọc Khuê Tông khi tuyên bố lựa chọn địa chỉ Hạ Tông ở Hồ Thư Giảng và quan hệ minh hữu giữa Tôn Nguyên và Lưu Lão Thành, không đoán nổi vị khương thượng chân tay nắm vân quật phúc địa của người quen cũ sắp trở thành người đầu tiên nhậm chức Tông chủ Hạ Tông. Với tư cách là Hạ Tông của Ngọc Khuê Tông, đương nhiên là muốn thâu tóm của Hồ Thư Giảng cũng còn ngại nhỏ, nói không chừng còn muốn tính cả những nước chư hầu của vương triều chu huỳnh tại xung quanh hồ thư giãn như thạch hào quốc vào trong khu vực quản lý ấy chứ dường nhiên sao có thể khiến người ta ngủ ngáy một giả tu nguyên anh cảnh như lưu Trí mậu thì tính là gì chỉ là lưu Trí mậu không biết đàm nguyên hướng đảo ma lạp cũng không biết Quốc sư Thôi Sàm vì ván cờ này mà vô tình hay cố ý đã tiến hành che giấu đàm nguyên hướng, chính là để cho Thôi Đông Sơn thua tâm phục khẩu phục, hai người phân chia ra người là chủ người là thứ, để thôi đông sơn cam tâm tình nguyện rời khỏi thư viện sơn nhai để cho thôi sàm sử dụng trợ giúp ông ta và thiết kỵ đại ly bình định nửa giang sơn bảo bình châu về phần là nam hay bắc trấn thủ phía bắc giang sơn tại hồ thư giãn hay là đi tới phía nam tranh giành thiên hạ thì lúc ấy thôi sàm cho thôi đông sơn tự lựa chọn chọn cả hai cũng được đối với loại người như thôi sàm mà nói mọi việc trên đời đều không thể tin nhưng chẳng lẽ ngay cả bản thân cũng không tin đây chẳng phải là chất vấn đại đạo của bản thân sao? Giống như tại nơi sâu nhất trong nội tâm Trần Bình An vậy, bài xích bản thân mình trở thành người trên núi, vì vậy ngay cả cầu trường sinh được xây dựng để vượt qua sông hắn cũng không đi lên. Tuy nói hôm nay một đã phân thành hai, thôi Đông Sơn chỉ coi là một nửa thôi xàm. Là thôi xàm cũng tốt, thôi Đông Sơn cũng được, đến cùng không phải cũng chỉ là loại người chỉ biết trung rẫy, không vạch hay sao? Chỉ cần chính thức quyết định ngồi xuống đánh cờ sẽ chấp nhận thua cuộc huống chi còn bị đánh bại bởi một nửa của bản thân. Một khi Thôi Đông Sơn rời núi, giúp sức phụ tá cho Đại Ly, Vương Triều Đại Ly chắc chắn chẳng khác nào có thêm một tú hổ. Lúc ấy Thôi Sàm vẫn chưa rời khỏi hồ thành cao lâu, dùng câu nói nửa đùa nửa thật của một nửa bản thân Thôi Đông Sơn mà nói, chính là tự nghĩ cũng thấy đáng sợ, Đại Ly tại Bảo Bình Châu, còn thua thế nào? Trần Bình An đang nghe truyện trên TV audio CV im lặng không nói, tin tức này vừa tốt vừa xấu. Chuyện tốt là việc Lưu Chí Mậu trả giá lực lượng của mình đã rơi xuống đáy cốc. Lưu lão thành tọa trấn đảo cung Liễu Kiên Cường như vậy, cái giá ban đầu mà Lưu Chí Mậu và Trần Bình An đưa ra tại phủ Xuân Đình đảo Thanh Hạp và phủ Chu Huyền sẽ ngày càng trở nên nhẹ hơn. Chuyện xấu chính là, chuyện mà trong lòng vị này muốn hoàn thành, Trần Bình An cần trả giá thêm với Đại Ly, thậm chí Trần Bình An bắt đầu hoài nghi, chỉ một mình Đàm Nguyên hướng đảo Ma Lạp có đủ tư cách để ảnh hưởng đến sách lược trung tâm của Đại Ly hay không có thể lấy tư cách người phát ngôn của đại ly tống thị tại hồ thư giãn để buôn bán với mình hay không một khi tiếng nói của đàm nguyên hướng không đủ lớn vậy thì bao nhiêu tinh lực mà trần bình an phải hao phí trên người người này cũng sẽ giống như nước đổ lá khoai hắn càng sợ đàm nguyên hướng vì thăng chức đến nơi khác ở đại ly nên hồ thư giãn đã đổi người phát ngôn của đại ly trần bình an và đàm hướng nguyên kết chúc tình hương khói lại biến thành chuyện xấu sợ nhất chính là đàm nguyên hướng lại bị lưu lão thành ngán chân dẫn đến tình thế hồ thư giãn thay đổi phải biết rằng cuối cùng người sở hữu hồ thư giãn công thần lớn nhất thật sự đến giờ không phải là đảo ma lạp mà là chi thiết kỵ của đại ly ở trên biên cảnh vương triều chu huỳnh chi thiết kỵ này thế như trẻ trẻ quyết định hồ thư giãn mang họ gì một khi đám người đàm nguyên hướng bị những dòng họ trụ quốc kia tấu lên triều đình kết luận cuối cùng thuộc về việc bất lợi như vậy trần bình an không cần phải đi đảo ma lạp nữa bởi bản thân đàm nguyên hướng đã khó bảo toàn Nói không chừng còn có thể coi Trần Bình An hắn là cây cỏ cứu mạng mà nắm chặt, đến chết cũng không buông. Hy vọng lấy cái này làm tiền vốn cuối cùng để sinh tồn trong tử địa. Lúc ấy Đàm Nguyên hướng kia, người có thể quyết định vận mệnh của tu sĩ đại tiên trên hai tòa đảo lớn là Thanh mộ và Thiên lão sẽ càng trở nên đáng sợ, càng không từ thủ đoạn. Đạo lý này cực kỳ đơn giản. Lúc này tháng Tuyết đang bị Trần Bình An đóng đinh trên cửa phòng. Trần Bình An cũng có khả năng lưu lạc trở thành tháng tuyết tiếp theo. Đây mới thật sự là hành tẩu giang hồ, sống chết tự chịu. Lưu Chí Mậu vẫn kiên trì chờ Trần Bình An nói chuyện, không cắt ngang suy nghĩ của tiên sinh phòng sổ sách này. Trần Bình An nói câu đầu tiên, làm phiền chân quân mời Đàm Nguyên hướng tới đảo Thanh Hạp nói chút chuyện cơ mật với ta, càng nhanh càng tốt. Lưu Chí Mậu thở vào nhẹ nhõm. Chỉ là những lời tiếp theo của Trần Bình An khiến cho Lưu Chí Mậu phập phòng lo sợ, vô cùng khó xử. Ta và ông đều hiểu rõ, đàm nguyên hướng vấp phải trắc trở tại đảo Cung Liễu, Lưu Lão Thành cũng không đòi giá trên trời, cho các ngươi cơ hội trả tiền. Bây giờ bản thân đảo Ma Lạp của đàm nguyên hướng cũng chính là một cái hố bùng, lần lội qua vũng nước đục này toàn thân hắn sẽ dính đầy bùng. Vì vậy ta có hai điều kiện, một là ông phải gỡ bỏ cấm chế ông bí mật đặt trên người mẫu thân cố sáng, đừng hỏi liệu ta có nghi ngờ ông đồng ý làm hay không ta và ông đều biết điểm mấu chốt của song phương không cần phải làm những thứ thăm dò nhàm chán ấy làm gì ông cũng biết rõ thái độ hiện tại của ta với phủ xuân đình điều kiện thứ hai ông phải từ bỏ lợi nhuận đang nắm trong tay của phủ chu huyền giao cho ta đàm nguyên hướng không làm được việc thì hãy để ta tự mình đi nói chuyện với lưu lão thành trần bình an cuối cùng trầm giọng nói điều kiện thứ hai thật ra cũng không được xem là điều kiện lưu chí mậu tự ông suy nghĩ cho kỹ đi giữ núi xanh thì không lo gì không có củi đốt, cái này không chỉ là quy củ của hồ thư giãn các ngươi, mà còn là đạo lý của tất cả giả tu tán tiên trong thiên hạ. Lưu Chí Mậu không chút do dự nói, được. Dường như Trần Bình An hơi kinh ngạc. Lưu Chí Mậu mở bàn tay ra. Trần Bình An mỉm cười, đẩy chén rượu trắng đầu kia về phía Lưu Chí Mậu. Lưu Chí Mậu giơ chén rượu lên uống một ngụm, Trần Tiên Sinh là tri kỷ duy nhất của ta tại Hồ Thư giãn đương nhiên ta cũng muốn thể hiện chút thành ý. Lưu Chí Mậu quay đầu liếc nhìn con cá chạch nhỏ, sau đó thôi không nhìn nữa, đưa một ngón tay ra, gật đầu, thứ đồ này, tôi cũng có. Trần Bình An cười nói, tri kỷ của chân quân. Sao dám bêu xấu? Lưu Chí Mậu không hề buồn bực, cởi mở cười to, nhìn xem, còn nói không phải tri kỷ. Tháng tuyết nhìn như sắp chết, nó hơn xoay cổ, nhìn hai nam nhân đang trò chuyện vui vẻ với nhau, nghe bọn họ chỉ nói mấy câu mà đã có thể quyết định được xu thế của hồ thư giãn ngay lúc này nó thoáng hiểu ra ý trong lời của trần bình an từng nói những thứ trong lời nói nó đã hiểu ví dụ như việc bị trần bình an vạch trần nói toạc ra chính là đang nói nó vẫn còn ngây thơ ngu ngốc như ở trong ngõ nê bình vậy nên tất cả nguyên nhân tất cả tội lỗi mặc dù đến từ hồ thư giãn nhưng chẳng qua là một thoáng ghi lại sự việc vì vậy việc thăng chức rất nhanh, phủ Xuân Đình lúc này không mấy liên quan tới con cá chạch nhỏ như nó, đều chỉ là một công hai việc. Tuy nhiên so sánh với lời nói của Trần Bình An, mãi khi Lưu Chí Mậu tới đây, ngồi xuống, cho dù thân là chủ nhân đảo Thanh Hạp cũng không uống được một chén rượu, muốn uống cũng phải cần một người thân khách nhân như Trần Bình An gật đầu đồng ý trước, hơn nữa cuối cùng khi cầm được chén rượu lên uống một ngụm thì còn rất vui vẻ một vị lão tu sĩ Nguyên Anh ngay cả nó cũng rất kiên kỵ vậy mà lại lấy hai chữ tri kỷ để hình dung người trẻ tuổi chưa tới 20 tuổi kia. Lúc đó nó mới thật sự thừa nhận mình chưa đủ thông minh như Trần Bình An. Trần Bình An chỉ vào tháng tuyết, nói với Lưu Chí Mậu, quốc sư Đại Ly sẽ thích bộ hài cốt của con dao Long Nguyên Anh cảnh này, đây là thẻ đánh bạc ta vừa bắt được, làm thành một vụ trao đổi đơn giản, bảo vệ Lưu Chí Mậu ông một mạng. Nếu thật sự không được, ta sẽ lại kiếm cho ông một tấm bài bình an vô sự của Đại Ly, đi lánh nạn rời khỏi hồ thư giãn, ít nhất sau này cũng có hy vọng trở thành cung phụng của Đại Ly. Vì vậy mặc dù hai bên đảo Ma Lạp và Lưu Lão Thành đều không thể đồng ý, ta vẫn có thể giúp ông phòng ngừa chuyện xấu nhất, đột nhiên, phát sinh. Lưu Chí Mậu cười tủm tỉm nói, Trần Tiên Sinh thật sự không tiếc thương cho con súc sinh này. Trần Bình An cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm uống một ngụm rượu, chỉ tháng tuyết, ta đã cho nó cơ hội rất nhiều lần, nếu nắm bắt được từ lần đầu thì nó cũng không có kết cục này, còn trách ai được? Trách ta không có tấm lòng Bồ Tát. Mà nói cách khác, ta cũng không phải Bồ Tát. Lưu Chí Mậu nhẹ nhàng gật đầu, rất đồng tình. Nếu người trẻ tuổi trước mắt không có thủ đoạn và tâm trí như thế này thì cũng không xứng ngồi cùng mình, mặt dày mày dạng đòi một chén rượu. Lần đầu tiên khi tới đây, tại sao Lưu Chí Mậu không lập tức gật đầu ngay? Một mặt là chưa từ bỏ ý định, Hy vọng đàm nguyên hướng đảo Ma Lạp có thể đàm phán với Lưu Lão Thành bên kia. Đương nhiên lúc đó Lưu Chí Mậu có thể không cần phải tiếp tục đối phó với Trần Bình An, nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Hơn nữa Trần Bình An có thể suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, chẳng hạn như lợi nhuận, cấm chế bí mật của phu nhân Phủ Xuân Đình. Mọi việc như vậy cũng không thật sự khiến cho Lưu Chí Mậu cảm thấy yên tâm. Tại sao người đọc sách lại nói tất cả đều là thứ thấp, chỉ có đọc sách là cao. Kết quả lại tự cho mình một cái tác, không biết gì mà cũng gọi là thư sinh à. Còn không phải muốn là một chuyện, còn làm là một chuyện khác sao? Vì vậy Trần Bình An xử lý cái tâm cao ngất kia như thế nào, mệnh súc sinh mỏng hơn giấy chính là cánh cửa vô hình của vô tình đạo, lúc vượt qua được, hoàn thành tốt, dứt khoát gọn gàng, thật trôi chảy, khi đó Lưu Chí Mậu mới dám chính thức giao tiếp, buôn bán với Trần Bình An. Đánh đánh giết giết chắc chắn phải có. Nhưng đánh giết như thế nào lại phải dựa vào học vấn. Tất cả hành động của con cá chạch này và cố sáng, thậm chí là những người được gọi là thiên chi kiêu tử trẻ tuổi như Lữ Thái tang nguyên viên ở trong mắt lưu trí mậu chẳng qua cũng chỉ là mấy đứa trẻ con chơi trò chơi tập làm người lớn, nói chuyện lớn tiếng một chút, ném vỡ nhiều đồ sứ một chút đã thật sự cho rằng ông trời là thứ nhất. Ta là thứ hai. Nhưng lưu trí mậu không những không cảm thấy như vậy không tốt, mà ngược lại lại cho rằng như vậy mới tốt, sẽ có nhiều kẻ đần si mê cái gọi là nắm đấm cứng hơn, chỉ bằng hỷ nộ mà đã dùng nắm tay non nớt giết người Suy cho cùng cũng chỉ dựa vào việc có bao nhiêu hòn đảo Dựa vào uy thế của lão tổ tông sư môn Cũng không dựa vào thực lực bản thân Như vậy đáng để Lưu Trí Mậu cảm thấy lo lắng sao Vậy thì cái ghế dựa phía dưới mông Lưu Trí Mậu sẽ ngồi càng chắc chắn hơn thôi Chỉ tiếc là lại có thêm một người từng trải như Lưu Lão Thành tới Đã sinh Lưu Trí Mậu, tại sao còn có Lưu Lão Thành Lúc không có ta ở đây Lưu Chí Mậu chỉ có thể cảm thán như vậy. Sở dĩ việc phải hạ thấp, khiêm tốn trước mặt trên vãn bối trẻ tuổi này không phải do tình cảnh chung ép buộc sao. Không phải do khối ngọc bài, không phải do thiết kỵ đại ly, không phải do trung bộ Bảo Bình Châu thay đổi bất ngờ sao. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất giữa Trần Bình An và những người khác chính là hắn ý thức được rất rõ những thứ này, hơn nữa mỗi tiếng nói, hành động đều như đang tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nào đó khiến cho Lưu Chí Mậu cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa lúc nói những câu này, những việc nhỏ không ngừng tụ lại thành quy tắc, sau khi dần dần tra ra manh mối thì Lưu Chí Mậu đã tình nguyện tin phục. Lưu Chí Mậu đột nhiên tức giận đến mức bật cười nói, trước có Lưu Lão Tổ, sau có Trần Tiên Sinh, xem ra ta thật sự không hợp để ở lại hồ thư giãn rồi, dọn nhà, dọn nhà thôi, cây chuyển thì chết người chuyển thì sống. Nếu Trần Tiên Sinh thật sự có thể xin được một lệnh bài bình an vô sự cho ta, vậy thì ta chắc chắn sẽ có lễ trọng gửi tặng coi như lời cảm ơn trần bình an không quá để tâm những lời này chưa chắc đã là nói dối nhưng người nói nghĩ như thế nào cũng không quan trọng quan trọng là người nghe cũng không thể quá tin tưởng thế sự vô thường hôm nay người nhiệt tình cũng không có nghĩa ngày mai không châm biếm ngay cả tằng dịch bản tính thiện lương cũng lầm lối nghĩ nhầm rằng trần bình an là người tốt để thiếu niên có thể yên tâm dựa dẫm sau đó bắt đầu mong chờ về tương lai tươi đẹp sau này bảo vệ đạo nhân thầy trò tu sĩ ngũ cảnh đại đạo cũng có thể đến lúc đó nhất định phải leo lên đảo Mao Nguyệt lần nữa. Lại gặp lại sư phụ và tổ sư tâm địa ác độc kia lần. Nhưng có lẽ cả đời này tăng dịch cũng không biết, chút thay đổi tính cách này của y thật sự khiến cho tiên sinh phòng sổ sách ở phòng cách vách khi đối mặt với đại tu sĩ như lưu lão thành tâm lặng như nước, trong lúc nhất thời, trong lòng Trần Bình An có một chút sợ hãi. Mà vốn dĩ cuộc đời y có thể sẽ gặp khó khăn, lại suýt chút nữa đi xuống dốc lần nữa thậm chí trần bình an có thể dự đoán trước rõ ràng nếu thật sự như vậy một ngày nào đó trong tương lai y tỉnh ngộ tàng dịch sẽ oán trời trách đất hơn nữa sẽ cực kỳ khản khái duy chỉ không biết tàng dịch lúc ở bên trong tình thế không thể tiếp tục lựa chọn ngay cả cửa ải trần bình an nhất định phải vượt qua cũng không qua được như vậy dù có những cơ hội khác đổi thành những cửa ải khác phải qua thì thật sự có thể vượt qua được sao dựa vào vận may dựa vào số mệnh sao hay dựa vào mắt xanh của đại nhân vật tăng lên. Trần Bình An chưa bao giờ nghĩ cách đối nhân xử thế của mình nhất định sẽ phù hợp với nhân sinh của tăng dịch. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều có những khốn cảnh như vậy, gọi là không có lựa chọn khác. Trần Bình An cũng không phải ngoại lệ. Quê nhắn hắn là một trấn nhỏ, cửa hàng thuốc Bắc Dương Gia chính là lựa chọn duy nhất của Trần Bình An. Cuối cùng mẫu thân hắn cũng rời đi. Khói bếp lượng lờ bên trong ngõ nê bình, cũng chỉ có một người phụ nữ tình nguyện mở cửa sân ra đó từng là lựa chọn tốt nhất trong lúc trần bình an cực khổ bây giờ lại biến thành lựa chọn tệ nhất khi xưa bộ hám sơn quyền phổ là lựa chọn duy nhất của thiên niên dày rơm khi ấy cũng may cho tới tận ngày hôm nay trần bình an vẫn cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất cuộc sống thường là vậy nhiều khi vốn dĩ không có lối đi nào là đúng hay sai tốt hay xấu ông trời chỉ muốn đẩy người ta tiến về phía trước tất cả những gì một người có thể làm khi ấy cũng chỉ là bước đi trên con đường duy nhất dưới chân kia chỉ khi bước qua rồi mới có cơ hội có lối rẽ để đi mới có cơ hội biến đường hẹp quanh co và cầu độc một thành dương quan đại đạo lúc thấy tằng dịch đi theo con đường này rồi sau đó trông thấy tâm tính thiếu niên thăng trầm trần bình an lại cảm thấy bất đắc dĩ lần nữa thậm chí mệt mỏi biết chỗ sai thì có thể thay đổi cải thiện rất nhiều hóa ra chuyện khó khăn thật sự không phải là sửa, mà là biết. Cố sáng vốn là như vậy, mà tàng dịch tình tình khí cực đoan, có chừng mực cũng sẽ phạm sai. Ngoại lệ duy nhất là hiện tại tàng dịch vẫn còn non yếu cả về tu vi và tâm tính, vậy nên mới có cơ hội từ từ hoàn thiện. Trần Bình An sẽ không giảng đạo lý của mình với tàng dịch, mà sẽ dạy y những nhận thức cơ bản về thế giới này, chỉ cần biết nhiều hơn thì trong tay sẽ như cầm một cây dù, cây dù giấy dầu trong mưa gió cũng có thể tránh được chút mưa gió. Nếu chỉ giảng đạo lý với thiếu niên mà không chỉ ra sự phức tạp của thế giới thì cũng chỉ như cho tàng dịch thêm một cái sọc, làm cái sọc cho y đeo, sau đó Trần Bình An đang không ngừng dùng sức nhét đồ vào trong đó, chẳng những không giúp cho bước đi của tàng dịch ngày một thuận lợi hơn mà còn phải chịu thêm gánh nặng đi về phía trước. Chỉ càng ngày càng mất sức hơn. Đạo lý này có nói hay không thì cũng phải trả giá rất nhiều kiến thức cất vào trong sọc chưa chắc đã là chuyện tốt trên thế gian này chữ nghĩa có sức mạnh chữ nghĩa hội tụ thành học vấn thì sẽ có trọng lượng những điều này cũng giống như năm đó dương lão đầu vẽ tám tấm chân khí phù lên trên đùi trần bình an đã khiến cho bước đi của trần bình an nặng nề hơn nhưng cũng có thể giống như đang rèn giũa võ đạo những thứ này đều là kiến thức mà trần bình an bắt đầu suy ra từ sau khi đường tuyến thứ năm của tàng dịch xuất hiện trước đây không phải hoàn toàn không hiểu mà là Trần Bình An còn chưa thông thấu. Bước đi quá nhanh, thiếu niên không theo kịp. Hóa ra đạo lý sợ nhất là nửa thùng nước, đi một bước còn lắc lư. Sách một xô nước đương nhiên vô cùng khó khăn. Lưu Chí Mậu đột nhiên cười nói một câu kinh thiên động địa, Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi đang quan đạo và hợp đạo. Trần Bình An uống một hớp rượu, như đang nói đùa, hóa ra chân quân thật sự là tri kỷ. Lưu Chí Mậu trịnh trọng đặt bát rượu xuống, ông quyền nói, ta và ngươi đại đạo bất đồng, đã từng là kẻ thù với nhau, tuy nhiên Trần Tiên Sinh chỉ bằng tu vi hạ ngũ cảnh, đã làm được chuyện của địa tiên, khiến ta rất kính trọng. Trần Bình An trêu ghẹo nói, nếu quả thật có thể nói với ta về quỹ đạo nhân sinh của quân chủ, giúp ta hiểu đạo hơn, ta cũng sẽ vô cùng cảm kích. Lưu Chí Mậu vội vàng khoát tay, Tri kỳ chẳng phân biệt kẻ thù hay bạn bè, hiện tại đôi bên chúng ta ít nhất cũng không phải kẻ thù, ít nhất tạm thời không phải kẻ thù sau này còn có xung đột so chiêu đơn giản là tất cả đều dựa vào năng lực nếu như không phải bạn bè tại sao ta phải giúp đỡ trần tiên sinh nếu như ta nhớ không lầm hiện tại trần tiên sinh đang thiếu không ít tiền thần tiên tại kho mật trên đảo thanh hạp chúng ta nếu như trần tiên sinh đồng ý tặng ngọc bài hoặc dù chỉ là cho ta mượn trăm năm vậy thì chuyện gì ta cũng có thể thoải mái thẳng thắn đối đãi hỏi cái gì ta sẽ nói cái đó nếu như Trần Tiên Sinh không hỏi ta cũng sẽ nói đến nơi đến chốn thứ nên nói, không nên nói đều nói cả. Chủ nhân ban đầu của khối ngọc bài kia chính là Á Thánh, một trong 72 thánh hiền thuộc một mạch trung thổ văn miếu, đồng thời cũng là đại thánh nhân tọa trấn lãnh thổ của Bảo Bình Châu. Đương nhiên Lưu Chí Mậu biết rõ nặng nhẹ, vừa sợ vừa thèm. Về phần ông ta có thể chấp nhận hay không, thật ra rất đơn giản, còn phải xem Trần Bình An dám buông tay hay không. Bởi vì Lưu Chí Mậu không thật sự hiểu rõ quy củ thực sự của Nho Gia, Trần Bình An lại hiểu rõ hơn. Trần Bình An cười nói, ông cũng đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Lưu Chí Mậu vốn cũng chẳng mang hy vọng gì, đương nhiên cũng không thất vọng. Đột nhiên Trần Bình An hỏi, nếu như ta cầm ngọc bài trong tay, không hề tiết chế mà hấp thu linh khí từ nước ở hồ thư giãn, trực tiếp câu cá từ hồ thu hết vào trong túi của ta. Chân quân, khi ấy Lưu Lão Thành, đại ly tống thị phía sau màn sẽ ngăn cản ta, ông dám không? Sắc mặt lưu chí mậu cứng đờ. Trần Bình An mỉm cười nói, yên tâm, cái này hợp tình hợp lý, nhưng lại không hợp lễ. Vì vậy mặc dù các ông không dám ngăn cản, ta cũng không dám làm. Đương nhiên nếu như vạn bất đắc dĩ, ta sẽ thử xem, nhìn xem có thể bước một bước vào cảnh giới địa tiên hay không. Lưu Chí Mậu lại ôm quyền lần nữa, khẩn cầu Trần Tiên Sinh đừng để lưỡng bại câu thương, rút củi dưới đáy nồi hồ thư giãn cũng làm cho mình hoàn toàn mất đi khối lệnh bài hộ mệnh này. Trần Bình An đứng lên, đi, mời chân quân theo giúp ta đi tới Phủ Xuân Đình một chuyến, cùng ăn một bữa sủi cảo đông chí của quê hương chúng ta. Lưu Chí Mậu cũng đứng dậy theo, liếc mắt nhìn con cá trạch vô cùng thê thảm kia. Một bán tiên binh, hai thanh phi kiếm bản mệnh, ba tấm trảm khóa phù. Đều là quy tắc vô cùng tốt của hồ thư giãn chúng ta. Thật sự, Trần Bình An cũng nhìn nó trên đường đi làm phiền chân quân nói phương pháp lột da gia giao long sau khi trở về ta sẽ nghe di ngôn của nó chẳng may lý lẽ của nó lại có thể thuyết phục được ta Lưu Chí Mậu cười lớn hai người rời khỏi phòng đã đến phủ Xuân Đình bên kia sắc mặt cố sáng trắng bệch phu nhân lại càng khó nén nỗi sợ hãi Trần Bình An hỏi một câu tháng Tuyết ở chỗ của ta nếu muốn nói giúp nó thì đừng ăn sủi cảo sau khi ăn sủi cảo xong. Trần Bình An buông đổ xuống, nói đã ăn no rồi, nói lời cảm ơn phu nhân. Lưu Chí Mậu cũng để đổ xuống, đứng sóng vai, cùng nhau rời khỏi nơi này. Hai người mỗi người đi một ngã. Lưu Chí Mậu quay về Phủ Hoàng Ba trước, rồi yêu lặng quay lại Phủ Xuân Đình. Trần Bình An lập tức đi về phòng một mình. Người về trong đêm gió tuyết. Mũi kiếm kiếm tiên vẫn còn trên cửa. Trần Bình An mở cửa bước vào phòng, tháng tuyết nói câu đầu tiên, ta không muốn chết. Sau khi Trần Bình An đóng cửa lại, nói, đây là lý lẽ của ngươi. Trần Bình An không tiếp tục hỏi nó nữa, đốt hai ngọn đèn đặt trên án thư, lấy tòa, hạ ngục, diêm vương điện từ bên trong rương trúc ra, đặt lên trên bàn. Chuyện này vẫn tiếp diễn hơn nửa tháng. Nó vẫn bị đóng chặt trên cửa ra vào. Đợi đến sau nửa đêm. Trần Bình An sức cùng lực kiệt. Sau khi uống rượu nâng cao tinh thần thì thu lại tòa lầu cắt bằng gỗ rồi đặt lại bên trong rương gỗ. Hắn cầm lồng thang trong tay, đi tới bên cửa sổ, nhìn về hồ thư giãn bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi. Trần Bình An nhìn qua khung cảnh vắng lặng, tuyết rơi khắp núi trên hòn đảo, nói khẽ, bốn trang sổ sách, 32 vị, vậy mà không có một tên âm vật ma quỷ nào dám mở miệng, muốn ta giết ngươi báo thù. Vậy nên ta cảm thấy ngươi nên chết rồi, định thay đổi suy nghĩ, chuẩn bị không làm ăn với quốc sư đại ly nữa. Phía phủ Xuân Đinh bên kia, chờ ta ăn xong một bát sủi cảo lớn cũng không ai xin tha cho ngươi. Giống như ngươi nói, trước khi văn đảm màu vàng của ta tự động nứt vỡ, cố sáng sẽ không dám hỏi. Tối nay cũng vậy, cũng sẽ không dám. Có lẽ bây giờ Lưu Chí Mậu đã ở phủ Xuân Đình, giúp loại bỏ cấm chế cho mẫu thân cố sáng, hơn phân nữa sẽ được bà ta coi là đại ân nhân hảo tâm nhất. Còn về phần ta, có lẽ từ đêm nay trở đi, sẽ là kẻ thủ vong ân phụ nghĩa với Phủ Xuân Đình. Trần Bình An vừa cầm lồng thang vừa đi tới bên cạnh cô, duỗi tay nắm chặt chui kiếm kiếm tiên. Mặt nó đầy nước mắt, đạo tâm gần như tan vỡ, trên rỉ nhiều lần, Trần Bình An, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Trần Bình An lắc đầu, chỉ cần ngươi biết thì sẽ phải chết. Gió tuyết trong đêm, lại có khách đến. Một vị thiếu niên mặt mảng bào màu xanh chạy như bay tới, hắn quỳ trong đống tuyết bên ngoài. Trần Bình An cầm kiếm quét ngang, chia nó thành hai. Mũi kiếm tiên màu vàng bên ngoài cửa sau khi lướt ngang một khoảng, vẫn không bị người cầm kiếm rút ra. Sau đó cửa phòng bị mở ra. Trần Bình An đứng ở cửa ra vào, cố sáng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, chỉ cần tháng tuyết chết đi thì ngươi cũng sẽ tự sát trước mặt ta đây. Trước khi ta mở cửa còn đang suy nghĩ, Rốt cuộc đây là suy nghĩ của mình ngươi hay là diễn đạt do mẫu thân ngươi dạy cho ngươi? Cố sáng ngẩng đầu, im lặng khóc. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm hắn rời khỏi quê hương, đi tới hồ thư giãn, lại lần nữa khóc lóc như con sên nhỏ lúc ở ngõ nê bình năm xưa. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn màn đêm, một lúc lâu sau vẫn không dời mắt. Hắn đứng dưới mái hiên, trong tay cầm một cái lồng thang. Cố sáng khóc đến mức tê tâm liệt phế giống như một con cúng nhỏ bị thương. Mặc dù đã nhìn thấy cố sáng nhưng Trần Bình An vẫn không lên tiếng, vì vậy cố sáng cứ khóc lóc ở bên đó, khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mũi. Cố sáng khóc đến khi cơ thể co quắp lại, đến khi không còn sức thì hắn đổi thành tiếng thúc thích để tiết kiệm chút sức lực rồi lại bắt đầu dốc sức quà lên khóc. Trần Bình An chậm rãi hỏi, sao ngươi không cầu xin ta? Có phải vì ngươi biết làm thế cũng vô ích đúng không? Ta không muốn mất đi cơ hội cuối cùng này, vì để giúp tháng tuyết mở miệng, ta không chỉ thanh toán sạch sẽ với Phủ Xuân Đình, với mẫu thân của ngươi, và với cố sáng ngươi nữa. Một chút hy vọng cuối cùng còn vương vấn lại cũng đứt rồi, có phải là vì vậy không? Là vì cuối cùng ngươi cũng biết cho dù có tháng tuyết thì bây giờ ta cũng không thể sống ở hồ thư giãn nữa, thay thế tháng tuyết bằng trần bình an ta, với tư cách là môn thần của Phủ Xuân Đình của các người. Có lẽ hai người có thể tiếp tục sống như trước nhưng sẽ không thể thoải mái để nói với ta một cách chính đáng, ta chỉ thích giết người cư. Nhưng so với việc một ngày nào đó đột nhiên có một tu sĩ chưa từng gặp mặt không oán không thù gì tiện tay giết chết ngươi, cả nhà ngươi xuống âm phủ đoàn tụ thì có lẽ sẽ hay hơn sao? Cố sáng không lên tiếng, cũng không lau nước mũi trên mặt, chỉ đứng nhìn Trần Bình An chầm chầm. Trần Bình An thở dài, đi đến trước mặt cố sáng, cuối người cầm lồng thang trong tay hắn. Sau đó bước đi, mỗi bước chân dẫm lên tuyết đều phát ra âm thanh bép bép. Cố sáng vẫn không trả lời. Trần Bình An ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu bé, nhìn cố sáng, con sên nhỏ, không sao đâu, cứ nói thật đi, ta sẽ nghe. Cố sáng nắm lấy một nắm tuyết lớn, quay người, ném lên mặt hắn sau đó quay đầu lại nghẹn ngào, Trần Bình An, huynh là người tồi tệ nhất. Trần Bình An khẽ cười, do dự một lát, ở hồ thư giãn của các ngươi, ta đã là người tốt rồi. Không phải người tốt thông minh thì cũng là kẻ xấu. Nước mắt cố sáng lập tức như vỡ hòa, hồ thư giãn các ngươi, phủ xuân đình các ngươi, hai nương tử mẹ con các ngươi. Trần Bình An, Huynh cứ thích nói những lời đó sao, chúng ta đừng như vậy mà, có được không? Cố sáng dùng mu bàn tay che kín mặt, thúc thích. Trần Bình An nói, ngươi trở về đi. Cố sáng đấm một quyền vào ngực Trần Bình An khiến hắn ngã ngồi trên nền tuyết. Sau đó lại đứng dậy, loạn choạng chạy đi. Chạy ra ngoài hơn 10 bước, cố sáng dừng lại nhưng không quay đầu, nức nở, Trần Bình An, từ trước đến nay Huynh vẫn luôn quan trọng hơn Tiểu Nê Thu nhưng từ giờ trở đi sẽ không còn là vậy nữa, ngay cả khi Tiểu Nê Thu chết thì vẫn tốt hơn Huynh. Trần Bình An vẫn ngồi trong tuyết, nhìn hồ thư giãn. Trong lòng lặng yên như nước. Hắn đứng dậy, trụ bỏ những mảnh tuyết vụn dính trên quần áo bông của mình sau đó đi đến bến phà, chờ đàm nguyên hướng của đảo viên túc tới, với phong cách hành động kiên quyết và tàn nhẫn của Lưu Chí Mậu, chắc chắn hắn ta sẽ ngự kiếm đến đảo viên túc để truyền tin ngay khi trở về phủ hoành ba nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện thủ lĩnh gián điệp của lục ba đình ở đại ly nằm giữa bảo bình châu có lẽ sẽ không đến bằng thuyền mà liên lạc với lưu chí mậu trước rồi bí mật lẻn vào đảo thanh hạp nghĩ vậy trần bình an bèn quay đầu lại sau đó đi thẳng đến phủ hoành ba phủ xuân đình một phu nhân mặc chiếc áo lông chồn màu tuyết trắng đang hồi hộp chờ đợi sau khi nhìn bóng dáng của cố sáng bà ta nhanh chóng chạy tới hỏi Thế nào rồi, tháng Tuyết đâu? Không trở về với con sao? Lúc trước khi hai mẹ con đang cùng nhau làm sủi cảo trong bếp thì sắc mặt Cố Sáng đột nhiên biến đổi, hắn ngã xuống đất, ôm chặt trái tim giống như bị bệnh nặng. Lúc đó, trong lòng phu nhân đã biết rằng có điều gì đó không ổn, rất có thể tháng Tuyết đã gây chuyện bên ngoài phủ Xuân Đình rồi. Cố Sáng ngẩng đầu lên, sững sờ nói, "Chết rồi." Phu nhân cũng rất ngạc nhiên, cho rằng mình nghe nhầm, "Sáng sáng?" Con nói cái gì cơ? Cố sáng lặp lại, chết rồi. Phu nhân nói một cách sắc bén, chết rồi à. Cứ như vậy mà chết sao? Tháng tuyết là giao long nguyên anh cảnh, sao có thể chết được? Ngoài tên khốn già họ lưu của đảo cung liễu kia thì còn ai khác ở hồ thư giãn có thể giết tháng tuyết được? Cố sáng nhìn mặt mẫu thân mình, nói, còn trần bình an. Phu nhân tức giận nói, nói năng vô lý. Làm sao Trần Bình An có thể giết Tháng Tuyết? Chưa kể hắn có tư cách gì để giết tiểu nê thu không thuộc quyền sở hữu của hắn chứ, hắn điên rồi sao? Tên tiểu tử không có lương tâm này đáng lẽ phải chết đói trong ngõ nê bình kia đi, ta biết rõ lần này hắn đến đảo thanh hạp của chúng ta sẽ không có ý tốt đâu mà, đáng bị đâm ngàn dao. Cố sáng đột nhiên nói, Trần Bình An có thể nghe thấy đấy. Phu nhân lập tức ngậm miệng lại sau đó hoảng sợ nhìn xung quanh, khuôn mặt tái nhật giống như cái áo lông trồn màu trắng như tuyết trên người. Cố sáng im lặng. Phu nhân ôm chặt lấy cậu bé rồi khóc lóc, "Ôi đứa con tội nghiệp của ta." Khuôn mặt cố sáng vô cảm, bây giờ thể phách và thần hồn của cậu ta vô cùng yếu ớt, đi tới đi lui ở Sơn Môn và Phủ Xuân Đình một lúc nên giờ tay chân hắn đã lạnh buốt từ lâu rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.